Sáng ngày 4 tháng 1, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều kiểm tra công tác gắn cáp của lực lượng công binh vào ống cọc bê tông để sẵn sàng giải cứu cho bé. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an đã đến hiện trường phụ giải cứu bé trai. Thông tin từ lực lượng cứu hộ, quá trình khoan bằng tia nước áp lực cao để làm mềm lớp đất nén chặt tại vị trí trụ bê tông đang triển khai gấp rút, dần về đích ở độ sâu 36m dưới lòng đất. Hiện công đoàn cứu hộ tiến hành cùng lúc các công việc khoan cho nhão lớp đất trong ống vách ngăn, dùng thiết bị đưa bùn đất giữa ống vách ngăn với trụ bê tông chứa bé Hào Nam ra ngoài. Sau khi hoàn thành việc nạo vét lớp đất này đủ độ sâu cần thiết, lực lượng cứu hộ sẽ tìm cách nhổ trụ bê tông lên. Nhiều cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn tại hiện trường cho biết dự kiến trong hôm nay sẽ kéo trụ bê tông để giải cứu bé. Trong đó, như đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bé Thái Lý Hậu Nam cùng ba người bạn vào công trình cầu rọc sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét.